con bị cái gì? Phổi còn có nước. Tại sao có nước? Nước gì? Nước gì? Nước lèo. Phổi có nước lèo. Bây giờ chỉ bằng cách nào? Tại sao có nước lèo trong đó? Tại vì bữa ăn lẩu bò ham húp nước quá anh chị. Thế bây giờ bác sĩ nói nếu không có tiền múc ra chắc chắn nó sẽ bị đóng mở. Không có tiền, không tiền. Bây giờ có tiền để mua cái gì? Phải có tiền để mua cái giá múc ra chứ. Phải có tiền để mua cái giá múc ra chứ.